Xin chào, mình là Paul và mình biết gì mình nói đó. Trong video tiếp theo này, mình sẽ đề cập tới cái việc là nhịp đẩy hay là sóng đẩy và sóng lập trình hay là import và correction đó. Thì trước khi đi vào xác định cấu trúc thì mình cần phải hiểu được cơ bản nhịp đẩy và nhịp điều chỉnh là cái gì. Thì cái nhịp đẩy ở đây nó là một cái nhịp chuyển động mạnh của giá và nó thường xảy ra trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn. Thì cái nhịp đẩy này được tạo ra bởi smart money khi mà họ tích lũy tài sản ở một cái mức giá thấp, sau đó là họ sẽ bán ra ở những cái mức giá cao hơn. Thì nó sẽ như vậy, họ sẽ tích lũy một cái khu vực tích lũy tài sản đến mức giá thấp này, sau đó là gì, họ mới đưa giá lên cao, và sau đó là khi giá nó đủ cao rồi thì họ sẽ chốt lời, họ sẽ bán ra. Thì đây là nhịp đẩy. Còn nhịp điều chỉnh là gì? Nhịp điều chỉnh là khi mà một nhịp điều chỉnh nó sẽ được coi là một cái nhịp đảo chiều tạm thời của giá, và nó thường xảy ra khi mà sau khi kết thúc một cái nhịp đẩy, sau khi kết thúc một cái nhịp đẩy thì nó sẽ có một cái nhịp điều chỉnh. Thì cái nhịp điều chỉnh này ấy, nó được tạo ra bởi smart money khi mà họ chốt lời. À, họ chốt lời tại những cái vị thế này, à, bắt đầu là họ chốt lời, họ chốt lời từ các vị thế của mình, và khi họ mong muốn tích lũy ở một cái mức giá thấp hơn, à, có thể là họ muốn tích lũy ở mức giá thấp hơn này, thì bắt đầu nó đã sinh ra một cái nhịp điều chỉnh, à, bắt đầu nó đã tạo ra những cái nhịp điều chỉnh. Thì cái smart money này nó sử dụng cái nhịp đẩy này và cái nhịp điều chỉnh này để làm gì? Để hình thành cái giai đoạn tích lũy và phân phối tài sản một cách hiệu quả, à, một cách hiệu quả. Và điều này nó sẽ giúp cho smart money tối ưu hóa được cái lợi nhuận và giảm thiểu được rủi ro. Tại sao lại là tối ưu lợi nhuận và giảm rủi ro? Vì là cuộc chơi này là cuộc chơi của big boy, họ muốn giá lên đúng không, họ sẽ tích lũy một khối lượng tài sản rất là thấp từ lúc giá thấp rất là nhiều, sau đó là gì, họ mới bắt đầu là thiên về một hướng, đó là tăng lên, à, tăng lên. Và khi họ chốt lời, chốt lời có nghĩa là cái vị thế ở đây nó ít đi, à, thì họ đã có lời từ những cái lệnh buy ở đây rồi, và họ chốt lời thì khi họ chốt lời thì thị trường nó cũng có thể giảm được là theo cái đà thiếu hụt cái vị thế. Hai nữa là nó sẽ dùng cái lãi của cái vị thế buy này để làm gì, vào thêm lệnh sell ở đây, vào thêm lệnh sell, vào thêm lệnh sell làm gì, để giảm thiểu rủi ro bằng cái việc là họ có thể là họ vẫn còn những cái vị thế ở đây, vẫn còn vị thế ở đây, thì họ sẽ giảm thiểu về để lấy lốt những cái vị thế còn sót lại chẳng hạn thế, hoặc là gì, họ sẽ mua thêm, à, họ sẽ mua thêm ở cái mức giá, ở những cái mức giá thấp hơn. Thì chính là cái nhịp điều chỉnh này nó sẽ hoàn thành cái vai trò như vậy đấy. Thì đặc điểm của nhịp đẩy và nhịp điều chỉnh trong smart money đó là sóng đẩy thường rất là mạnh. À, thường rất là mạnh và nó di chuyển trong một thời gian ngắn, và chúng có thể là kéo dài trong vài giờ hoặc là vài ngày hoặc là vài tuần, tùy theo cái độ mạnh, à, tùy theo cái mức độ lợi nhuận mà họ mong muốn. Rồi cái nhịp đẩy đi sao? Nhịp đẩy tiếp theo là nó thường đi theo cái xu hướng chính. Ví dụ như mình có một cái xu hướng chính là ok, trên khung lớn, trên khung ngày, khung tháng hoặc khung tuần đi, khung chân chính của nó là vẫn đang tăng, thì nó sẽ thuận theo cái đà tăng hơn là giảm. Đó. Có nghĩa là nếu mà xu hướng chính là tăng thì cái nhịp đẩy đấy nó sẽ di chuyển lên trên, có nghĩa là nó tăng lên trên, còn ngược lại nó sẽ là di chuyển xuống dưới. Ok, tiếp theo là cái nhịp điều chỉnh đấy nó thường sẽ yếu hơn và nó chậm hơn sóng đẩy, thường yếu và chậm hơn, có nghĩa là cái mức độ của nó sẽ yếu hơn bằng cái việc là nó sập trong vòng 2 cây hoặc là 3 cây chẳng hạn. Thì những cái nhịp hồi của nó ấy, những cái nhịp điều chỉnh lại ấy, nó sẽ đi rất là chậm, đi rất là chậm hoặc là đi rất là nhiều nến chẳng hạn như thế. Đấy, thì nó sẽ ngược lại với cái nhịp đẩy, thì nó có thể là kéo dài trong mà vài ngày, vài tuần hoặc vài tháng, tùy theo cái tốc độ của thị trường tham gia vào, với là cái thanh khoản đấy, tốc độ tham gia vào cái cặp đấy chẳng hạn, hoặc là cái tài sản đấy. Tiếp theo nữa là cái nhịp điều chỉnh nó sẽ thường đi ngược lại với cái xu hướng chính. Nếu mà xu hướng chính là tăng thì cái nhịp điều chỉnh nó sẽ là giảm, và nếu mà xu hướng chính là giảm thì điều chỉnh nó sẽ là tăng.
Ok, mình sẽ ví dụ lại về cách mà Smart Money nó sẽ sử dụng cái nhịp đẩy và cái nhịp điều chỉnh để tích lũy ở phân phối tài sản nó như thế nào. Đó, thì đây, nó sẽ như vậy. Ban đầu mình sẽ chia ra làm các bước nhé. Ok, ban đầu thì sao? Smart Money nó sẽ bắt đầu là tích lũy. Tích lũy ở mức giá thấp. Vì là lúc nào họ cũng muốn là gì mua giá thấp và bán giá cao. Đấy, lúc nào cũng tích lũy ở mức giá thấp thì mình sẽ có là một cái khu vực tích lũy ở giá thấp, ví dụ như đây. Một khu vực tích lũy. Ok, tích lũy thì tùy theo cái vị thế mà họ đặt là bao nhiêu nhá. Họ đặt càng nhiều thì cái vị thế của mình nó càng lớn. Thì nó sẽ trái ngược với một số những cái lý thuyết về cung cầu. Có người cho rằng một vùng cung cầu nó chỉ tốt khi mà nó trong vòng 5 đến 6 cây nến thôi. Nhưng mà với Smart Money thì nó rất khác. Tích lũy càng lâu thì nó sẽ càng nhiều, chứ nó không liên quan đến cái việc là vùng cung cầu nó tồn tại trong vòng bao nhiêu nến. Đó, thì nó đã khác biệt rồi. Rồi, bước 2. Bước 2 thì sao? Nó sẽ tạo ra một cái nhịp đẩy. Tạo ra một nhịp đẩy để làm gì? Đẩy giá lên cao hơn. Đẩy giá lên cao hơn. Ok. Nó sẽ bắt đầu là break ra ngoài. Đẩy giá lên cao hơn. Break ra ngoài. Đấy thì đây sẽ là cái nhịp thứ hai của nó. Rồi, tiếp tục. Cái bước thứ ba đó là gì? Nó sẽ bắt đầu là chốt lời. Đó. Có thể là chốt lời hoặc là gì? Nó sẽ bổ sung vị thế bán ở đây để đẩy nhanh cái quá trình giảm thiểu, đẩy nhanh cái quá trình điều chỉnh. Ok. Chốt lời hoặc thêm vị thế. Thêm vị thế sell để đẩy nhanh quá trình điều chỉnh. Ok. Đây thì đây mình sẽ coi nó là bước thứ ba. Và bước thứ tư nó sẽ tạo ra một cái collection mới để đẩy giá xuống thấp hơn. Đẩy giá xuống thấp hơn, có nghĩa là nó sẽ tích lũy thêm một cái khu vực, để nó tạo ra một cái khu vực bay nữa. Nó cũng tương tự như cái đầu tiên này. Nó cũng tương tự như cái đầu tiên này để tích lũy cái vị thế của nó. Ví dụ như nó muốn bổ sung vị thế sell ở đây thì nó sẽ phải tích lũy thêm một cái khu vực để làm gì? Đủ khối lượng để đẩy giá xuống, để đẩy giá xuống. Chứ còn ít khối lượng quá thì nó không thể đẩy được, mà bao giờ nó phải đủ một cái số vị thế nào đó thì nó mới ép đẩy được giá xuống, đẩy được thị trường đi xuống. Đó thì đây mình sẽ coi đây là một cái bước 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 thứ tư. Đó. Rồi bước thứ năm thì bắt đầu là nó sẽ đẩy thị trường đi xuống, đẩy giá đi xuống, vì là nó muốn tiếp cận đến những cái mức giá ở dưới này. Vì là nó vẫn còn hàng ở đây, nó vẫn còn vị thế ở đây, thì nó muốn xuống đây để lấy hết những cái thằng ấy lên, để giảm thiểu cái rủi ro của nó. Vì là gì, nó bay nhưng mà cái vị thế này nó vẫn còn, thì tất nhiên là những cái lệnh này nó sẽ không khớp, nó sẽ không khớp, thì nó muốn về lấy lốt hàng của nó rồi nó sẽ đi tiếp. Ok, thế đây là cái bước thứ năm, đó là tạo ra cái mức thấp hơn, ép nó xuống để trở thành một cái nhịp điều chỉnh để giảm giá xuống. Ok, rồi bước tiếp theo đó là gì? Khi mà nó xuống đến cái khu vực mà cái vị thế của nó rồi, nó lại bắt đầu nó tích lũy thêm một cái khu vực nữa. Có nghĩa là nó sẽ vừa lấy hàng ở đây, nó vừa bổ sung thêm cái vị thế buy vào cái khu vực này, và sau đó thì nó tiếp tục đẩy lên theo cái nhịp đầu tiên mà nó đã tạo ra. Đó, thì đây là 6 bước mà Smart Money nó tạo ra một cái sóng đẩy và sóng điều chỉnh, hay là nhịp đẩy và nhịp điều chỉnh hoàn chỉnh. Đó, thì đây là một cái ví dụ rất là trực quan về cái việc là sóng đẩy là gì và sóng điều chỉnh là gì. Tương tự như trong cấu trúc mình cũng có là sóng đẩy và sóng điều chỉnh, nó được thể hiện cho cái việc là cấu trúc, ví dụ như đây một cái cấu trúc tăng. Đó, thì những cái nhịp mà gây ra bót này,
những cái nghiệp mà gây ra bot, gây ra phá vũ trụ ấy, thì nó sẽ là gì? Nó sẽ là những cái nhịp đẩy, nó sẽ là những nhịp đẩy. Còn những cái nhịp hồi lại này, nó sẽ là những cái nhịp điều chỉnh. Đó, thì tương tự trong cấu trúc nó cũng như thế. Thì khi mà mình nắm được cái cơ bản về nhịp đẩy và nhịp điều chỉnh rồi, thì sau đó mình sẽ đi sang phần pullback. Thì lúc đấy mình sẽ dễ hình dung hơn về cái việc là pullback là gì và tại sao nó lại cần phải pullback. Ok, đấy thì mình sẽ lên chart để mình check thử xem là ok, sóng đẩy và sóng điều chỉnh ở trên chart nó sẽ thể hiện như thế nào. Ví dụ như đây là mình đang có là gì, một cái xuống giảm, sau đó là gì, sang tăng, đúng không? Thì bắt đầu nó sẽ xây dựng cái vị thế của nó, đó là gì, những khu vực tích lũy. Ok, tích lũy vị thế, sau đó là tăng lên, tăng lên. Ok rồi, tăng lên, tăng lên, sau đó là gì, bắt đầu nó vào cái nhịp điều chỉnh, vào nhịp điều chỉnh để mà có hàng ở những khu vực thấp hơn. Ví dụ như phát đầu tiên nó điều chỉnh nó chỉ giảm về U2394 thôi, và sau đó là nó lên tiếp, nó lên tiếp. Thì khi nó lên tiếp như này rồi thì có thể là Small Money hay là Big Boy ở đấy, cái mức giá này, đến cái mức giá này ấy, là họ đã hết hàng rồi, là nó không để lên được nữa. Thế thì họ muốn là ok, tôi sẽ lấy những khu vực thấp hơn, như là đi về, một là lấy lại những cái phần mà còn sót tại đây, những cái khu vực mà còn sót tại đây. Hai nữa là gì, lấy thanh khoản của những khu vực mà những cái người buy retail ấy, còn những người buy retail đang buy rất là nhiều ở những khu vực này. Thế thì họ sẽ lấy thêm thanh khoản ở đây nữa để bổ sung vào cái vị thế của họ. Thế thì cái nhịp điều chỉnh thứ hai đó là gì, sập xuống rất là sâu và xuống đến tận cái gì, tại cái swing này cơ, rồi bắt đầu mới bật lên. Đó thì bật lên là một cái nhịp rất là mạnh, sóng đẩy rất là mạnh, đúng không? Sau đó là gì, lại bắt đầu đi chậm lại và bắt đầu điều chỉnh, bắt đầu điều chỉnh. Ok, khi mà điều chỉnh rồi ấy, thì ở đây nó lại tích lũy. Thực ra là tích lũy có rất là nhiều dạng nhé, có thể là tích lũy trong một cái hộp như này, hoặc là gì, tích lũy trong một cái kênh, kênh kênh lên kênh xuống, nó đều là một cái dạng tích lũy cả. Nó đều là một cái dạng tích lũy thôi. Đó, thì khi mà mọi người thực hiện backtest hoặc là xác định nhiều trên chart ấy, mình sẽ nhận được ra là những cái khu vực này nó như nào, chứ không phải là những khu vực này là những cái khu vực sóng đẩy đâu. Vì là sóng đẩy mình cần nó phải mạnh mẽ, dứt khoát, chứ không phải là đi chậm rãi như này. Đấy, thì mình có thể là gì, đây là một cái nhịp tích lũy, còn đây mới là sóng đẩy này. Đó, hoặc là bên cạnh này mới là sóng đẩy. Còn những cái nhịp nhỏ hơn bên trong, những cái nhịp đi rất là chậm rãi, đi rất là bình tĩnh, thì nó cũng chỉ là gì, một cái khu vực tích lũy thôi, một cái khu vực chờ, hoặc là một cái khu vực để bổ sung thêm vị thế vào cái hành động sóng đẩy của nó. Đấy, thì cái việc mà nó sẽ điều chỉnh về đâu là do là cái hàng của nó, hoặc là cái vị thế của nó có nhiều hay không. Ví dụ như nó hết vị thế rồi, hoặc là nó mong muốn là tiếp cận đến những cái khu vực hàng còn nhiều hơn, thì nó sẽ giảm về sâu hơn, điều chỉnh về sâu hơn. Đấy, còn những cái trường hợp như này nó chỉ điều chỉnh về một ít thôi, sau đó là nó lại tích lũy tiếp, tích lũy tiếp, và sau đó là lên, chứ không điều chỉnh sâu nữa. Đấy, thì bây giờ là cái pha hiện tại thì vàng nó đang rơi vào cái nhịp điều chỉnh rồi, thì biết đâu được cái nhịp này sẽ là một cái nhịp điều chỉnh sâu chẳng hạn. Thì mình sẽ đợi tiếp xem là thị trường nó sẽ làm cái gì, đúng không? Còn về cơ bản thì nhịp đẩy và nhịp điều chỉnh nó là như vậy, nó đẩy rất là nhanh mà điều chỉnh thì nó sẽ đi chậm chậm lại. Thì mỗi một cái nhịp nó đều có những cái giai đoạn nghỉ của nó. Thì nghỉ đầu tiên là gì, để tích lũy vị thế. Nghỉ thứ hai là gì, để chốt lời hoặc là bổ sung những cái vị thế để mà bay sell ngược lại với cái xu hướng ban đầu. Đấy, tiếp tục là gì, khi mà nó điều chỉnh xuống, khi mà nó giảm ấy, nó đã đạt được cái mức giá mong muốn rồi, thì nó sẽ giảm xuống, giảm xuống, giảm xuống để tiếp cận những cái vùng giá thấp hơn, sau đó lại tích lũy tiếp, và sau đó là lại tiếp tục cái nhịp sóng đẩy ban đầu theo cái hướng ban đầu của nó tạo ra. Thế thì đây là cái video mà mình nói nhanh về cái việc là nhịp đẩy và nhịp điều chỉnh nó là cái gì, và Smart Money nó có ứng dụng gì trong cái mô hình nhịp đẩy và nhịp điều chỉnh như vậy. Ok rồi.
Hẹn mọi người vào video tiếp theo về pullback. À, pullback là một cái video quan trọng. Thì trước hết thì mình cần phải nắm được cơ bản về nhịp đẩy và nhịp điều chỉnh đã. Sau đó thì mình sẽ tìm hiểu pullback nó sẽ đơn giản hơn. Vâng, cảm ơn mọi người.